Thưa quý vị, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra vào chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết là sẽ cung cấp thêm hơn 1 tỷ vốn vay ODA cho Việt Nam. Tại cuộc hội đàm diễn ra vào hôm 16 tháng 1 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế thông qua đầu tư, thương mại, ODA và các lĩnh vực có thể bổ trợ cho nhau như hợp tác địa phương, nông nghiệp và lao động. Riêng trong năm tài khoá 2016, Nhật Bản sẽ cung cấp thêm khoản ODA vốn vay trị giá khoảng 123 tỷ yên, tương đương 1,05 tỷ đô la Mỹ trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, ứng phó với biến đổi khí hậu, thoát nước và xử lý nước thải. Tại cuộc thông báo với báo chí sau hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Abe cho biết Nhật Bản quyết định sẽ đóng tàu tuần tra mới cho Việt Nam, hỗ trợ nâng cao năng lực trên biển của Việt Nam. Năm ngoái, Nhật Bản đã cung cấp cho Việt Nam 6 tàu đã qua sử dụng. Các tàu này nằm trong gói viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản dành cho Việt Nam, trị giá 500 triệu yên nhằm hỗ trợ Việt Nam bảo đảm an ninh hàng hải. Cũng nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản, nhiều thỏa thuận hợp tác giữa các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước đã được ký kết, bao gồm chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu chu kỳ 7, thỏa thuận đầu tư dự án nhiệt điện Vũng Áng 2, v.v.